Thời gian qua, địa bàn các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn và có cả động đất. Vì thế, bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bên cạnh việc chủ động các kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thì Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 đã tăng cường huấn luyện cho bộ đội các tình huống để sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Sau khi nhận được lệnh của lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn Công binh 7 thì cán bộ chiến sĩ của Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ vượt sông giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống khiến buổi huấn luyện hạ thủy lắp ghép chèo chở phà PMP của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 7 càng sát thực tế hơn. Mọi hành động của bộ đội đều diễn ra mau lẹ, thuần thục và phối hợp chặt chẽ. Vào dịp lễ này thì cường độ huấn luyện về chuyên ngành cầu phà PMP hiện tại đơn vị đang tăng cường. Tuy nhiên, bản thân tôi cùng các đồng chí trong trung đội được sự quán triệt tạo điều kiện của chỉ huy cấp trên luôn xác định tư tưởng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Trong dịp này, đơn vị tập trung vào các nội dung huấn luyện khắc phục sạt lở đất, cứu hộ cứu nạn để bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng của quân đoàn 3 trong quá trình cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị lái cano, bản thân tôi luôn thuần thục các kỹ năng động tác, phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng, đảm bảo cho người và trang bị trong quá trình huấn luyện cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau này. Để nâng cao hiệu quả xử trí tình huống, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị cùng đứng chân trên địa bàn đóng quân để không chỉ nắm sát và dự báo chính xác tình hình mà còn sẵn sàng hiệp đồng ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra. Nghiên cứu kỹ về địa hình, nghiên cứu kỹ về nhiệm vụ và dự kiến các cái nhiệm vụ của đơn vị có thể thực hiện nhiệm vụ trong cái dịp mùng 2 tháng 9. Trên cơ sở đó, tôi tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung cho các cái lực lượng tham gia đảm nhiệm trực của lữ đoàn, trực của quân đoàn. Giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm và tổ chức huấn luyện thành thục cho các đơn vị sử dụng các cái vũ khí trang bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Mùa mưa bão đang tiếp tục với những hiện tượng thời tiết cực đoan khó đoán định, cần sự chủ động từ sớm. Nên dù trong những ngày nghỉ lễ, bộ đội vẫn luôn làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cũng như các đơn vị trong toàn quân thì những ngày nghỉ lễ này, nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể thao đã được Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9 tổ chức cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị đã chủ động xây dựng các trò chơi, tạo ra sự mới lạ, hấp dẫn, thu hút sự tham gia nhiệt tình của bộ đội. Mới lạ, hấp dẫn, độ thử thách cao. Đó là cảm nhận của các đội tham gia trò chơi, truyền tin. Sau khi thành viên đầu tiên nhận thông tin từ giám khảo, mỗi đội trong thời gian ngắn nhất phải truyền tin cho thành viên cuối cùng một cách chính xác thông qua phương thức truyền tin bằng ký hiệu mật mã. Trò chơi không chỉ thử thách sự nhanh nhạy của từng thành viên, sự hiểu ý nhanh giữa đồng đội, mà còn giúp các chiến sĩ tăng thêm kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên ngành thông tin. Như đố, mẹo, về cái những dụng cụ đồ sinh hoạt cũng như cũng thứ trong đơn vị như cái huy hiệu đồ và cái dụng cụ đồ trong học tập cũng như hàng ngày cũng như trong huấn luyện. Đùa ghe ngò trên cạn là trò chơi dân gian truyền thống của bộ đội miền Tây. Đây vừa là trò chơi vừa là cách để bộ đội thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của toàn đội. Ngoài ra, đơn vị cũng kết hợp nhiều trò chơi quân sự và tổ chức sinh nhật chiến sĩ vào ngày 2 tháng 9. Qua trò chơi vừa rồi thì tôi khá là thú vị vì anh em trước hết là anh em phải đồng lòng để cùng nhau vượt qua. Đó là dạy chúng tôi thêm là một phần là phải đoàn kết mới là sức mạnh. Qua hôm qua này thì anh em đó cho anh em trong đơn vị đó tạo thêm một niềm gắn kết mềm ở bên trong. Liên chi đoàn cũng như các chi đoàn xây lịch dựng cái lịch cụ thể để tổ chức các hoạt động ngày nghỉ, nhất là những cái ngày nghỉ lễ dài thì chúng tôi đã xây dựng cái lịch cụ thể kết hợp nhiều cái trò chơi dân gian, trò chơi quân sự cũng như các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để phục vụ cho anh em.
những trò chơi văn hóa dân gian, thể dục thể thao lý thú, bổ ích phù hợp với tuổi trẻ và các hoạt động văn hóa tinh thần trong những ngày nghỉ lễ đã góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó tạo thêm động lực để bộ đội thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.